gì? Mày muốn vay tiền bà hả? Dạ, mẹ con nói muốn kiếm vốn bán quăng nước mà không có. Có tiền bỏ vô thùng công đức không mà đòi vay tiền bà? Dạ có chứ thầy. Mà con muốn đổi lời khấn chút được không thầy? Đổi là đổi làm sao? Dạ con muốn khấn là nếu bà cho vay không lấy lời thì hai đồng trơn, còn nếu không cho vay thì hai đồng chở. Vậy còn khó hơn đó nha. Bà mà không cho vay mày mất tiền ráng chịu nha. Còn nếu con làm hai đồng nó xây hoài thì cho luôn nha thầy. Làm gì có chuyện mà hai đồng xây hoài. Dạ có mà, thầy coi con nè. Đâu? Đó, thầy thấy chưa? Trời ơi, sao nó quay hoài tao chóng mặt quá mày. Đó, xây hoài luôn đó. Tiền múa chúa cười, bà thương nhà con nghèo nên muốn cho không nè. Để tao coi. Dạ thưa thầy, lúc nãy có ai làm lật thùng tiền. Tụi con đến đỡ lên thì phát hiện không có đồng nào. Thùng tiền á chỉ có thầy giữ chìa khóa. Lâu nay bà đâu có cho ai vay đâu. Mà giờ tiền đâu hết rồi thầy? Thì tiền thành vàng hết rồi chứ đâu. Ông lấy chứ ai. Mà trong căn phòng của ông á còn nhiều bí mật động trời lắm. Tới xem đi. Mình đi. Này tụi bay. Trời ơi, mày chết với tao nghe. Cảm ơn con, nhờ có con mà tao thoát kiếp nạn. Dạ chưa hết đâu thầy. Dạ không biết bùa chú ở đâu mà huynh đệ tụi con á không ai nhìn ra ổng là sư giả mạo. Không phải lỗi của con, ta còn chưa kịp biết gì thì đã bị thúc thủ rồi. Mình phải tìm ra nguyên nhân mới được.